dính rồi đó. Tất nhiên đúng rồi, trời. Hai con. Đây nè. Ồ, hai con luôn, hai con cua cái không? Trời trời trời, phải vậy mới được chứ. Trời 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 trời, thấy gì không? Thấy không? Không. Không thấy thiệt gì đó hả? Không. Trời ơi, gì đây mà không? Trời ơi, em thấy con cua cái. Ồ, quá 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 dữ rồi, con cua cái. Ồ, hai con luôn, một con cái, một con dính luôn. Em coi con cua gì mà. Ôi, con cua cái, con cua cái nữa hả? Cái. Ngại quá là kìa. Em mến chào cả nhà nha. Hôm nay sáng em với đệ tử em đi thăm gặp cua cả nhà ơi. Bữa nay em để cho đệ tử em làm, không biết bữa nay làm đây nên thăng lên hình gì không nữa đây. Em mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Hôm nay đổi cho sư phụ em ngồi về cả nhà để em ra tay ơi. Để tự làm cho sư phụ bữa nay sư phụ xem sư phụ chóng mặt luôn. Cho chóng mặt luôn nè, để đệ tử mà ngồi hoài kỳ quá. Chuẩn bị nha, chuẩn bị tinh thần nha. Dở lên chơi chóng mặt cái coi. Ủm mà là cả nè sư mũi đây. Đó, em thấy gì chưa? Không thấy anh, xa nó chá chá nước đục. Trời. Vậy là con cua đó chắc có lẽ là con mắt nó bị thụt. Nó không thấy đường hả? Nó không có thấy đường nên con cua đó. Hàng khủng. Sư phụ cứ chơi đệ tử vậy sư phụ. Nó bò đại rồi nó gặp cái lời nó không thấy đường nó lủi vô luôn. Đầu tương bọc mồi này đó. Trời, bữa nay đệ tử dính cua bự nhìn thấy đẹp trai quá. Đúng không? Để sửa tóc. Em phải dị mới được cái trời ơi. Mấy khi mới có một khỏi này mà em. Rồi, gán đi được một con rồi đó, nổ đi. Chút tới cái nào không dính thì lép lại. Cái nào không dính thì nín thinh thôi. Nín thinh thôi. Ôi ơi, trời. Anh chối nó luôn đi anh. Chối chứ. Con cua ở rồi em ơi. Ồ, con cua. Sao mà bậm mau vậy? Cua nhất. Ồ, rồi con y nhất. Cứng ngắt luôn. Thấy không? Đặt lại trước. Đặt nó đi, chiều kiếm một con gạch. Giờ bắt y nhất trước cái đi rồi tính gì tính. Kệ, bây giờ mình nhổ dầm ra cho nó chơi đâu nó chơi đi. Anh kẹp cái đao vô như cái em vậy đó. Cái chiêu sư phụ luyện cực quá. Nè. Chối trong là 30 giây là xong cua nè. Éo. Éo. Éo hồi sao mà nó còn có hơn cạn đi. Thấy không? 30 giây là xong con cua. Xong rồi đó hả? Được. Trời hay vậy ta. Ghê, đẹp đang quan đẹp ăn không ăn tiền đẹp ơi, biết đẹp ơi, ghê chưa ghê. Đây được một con đưa ức lên luôn. Cái này giá ông tàu đi à. Dính ăn biết nhiều cua không biết thì cào chối hết nụ dây này là ngon lành. Chối hết nụ dây đó thôi, khỏi cần nữa, khỏi cần dây nữa. Chuẩn bị quay cho kỹ. Phải ngồi giữ tinh thần nha. Giả là này đầy nhóc gặp đó. Cái là này em gu chắc hiểu rồi. Thì giả lên thì còn cục mồi thôi. Trời ơi, dính rồi đó. Tự nhiên nó rồi như trời. Ôi, hai con. Đây nè. Ô, hai con luôn, hai con cua cái không? Trời, phải vậy mới được chứ. Vô mạnh rồi. Vô khúc vậy mới được chứ. Thử mà có gạch cái nữa là mới ấm dữ luôn. Hai em này chắc khỏi chê rồi. Ê, cua gạch thì đừng có kẹp lộn. Gán cho dính cho nhiều riêng hồi vô thưởng cho đi cà phê. Em coi con cua này, con cua gì giùm anh em? Con cua cái. Sao, ổn không? Con này gạch mà nó cỡ 90%. Tém luôn em ơi. Tém luôn hả? Coi lái nó bắt được thì bắt, không bắt được mình thả lại. Cái chối 30 giây là xong một con cua tính tới vậy đó. Quên cua cái mình phải làm hơi chậm hơn chút mới được. Gắn năng niu nó đi. Năng niu.
hứng trứng vậy đó, để cho coi là một em, một em được hai em rồi, hai em rồi. Đấy. Vậy là y nhất có, gạch có rồi nghe, đủ bộ à, đủ bộ rồi đó. Em coi giùm anh cái con cua này, nó cua gì không? Hình như là con này là con cua lép. Cua lép. Cua lép. Trời ơi. Trời ơi, chắc khè quá, khè luôn. Trời ơi, gạch tràn đầy em ơi. Tràn đầy luôn hả? Ai như em đi thăm là toàn là y tứ không? Trời ơi, bữa nay chả dính cái gì mà đồ dành, đồ dành không? Em hơn. Cương cái hai con làm tới đi, anh đi thăm hoài em chỉ cần em ngồi thôi. Nhường bữa nay nhường cho anh đó, nhường cho ông bữa thôi chứ. Em đếm anh mấy con em? Được ba con anh. Ba con. Em đếm đi. Wow, thè quá, có khi nào tới cái trước mặt anh nó lép không anh? Chưa đâu em, chưa chắc, chừng nào dở anh thì mới được. Em nói lép thôi chứ em đâu nó không dính đâu anh. À. Đậu cà phê này quá ngon à. Đặt chỗ dính nữa đây. Chà bá nện nữa mà không dính cua bự nữa là thôi. Tiếc hụi hụi luôn hay gì? Tiếc hụi hụi à. Sáng nhìn thấy phong cảnh đâu đâu cũng đẹp chứ. Đúng rồi đó. À, ngấu thiệt. Gán nở cho dữ đây. Tới cái đi. Gặp nữa em ơi. Nở đi em lép. Trời, em thấy gì không? Đâu. Thấy không? Không. Không thấy thiệt gì đó hả? Không. Trời ơi gì đấy mà không. Trời ơi. Em thấy con cua cái. Ồ, quá dữ rồi, con cua cái. Ồ, hai con luôn, một con cái, một con yếm luôn. Em coi con cua gì mà nó. Ồ, con cua cái, con cua cái. Cái nữa hả? Cái. Trời ơi, ngại quá vậy. Hình như là con kia yếm vuông à. Hả? Con yếm vuông, con cái. Con yếm vuông, con cua cái. Trời ơi, coi con cái trước đi anh ơi. Trời ơi, hi nữa ha. Cái này ông hộ chắc, ông hộ chắc có sao không anh? Không sao, nó chỉ cho vô anh vô chắc một bốn ly cà phê. À, cũng có tương lai hết dây thiệt em ơi, hết dây đó là mừng lắm á. Ô, con cua này mắc lưới nè, nó còn dính cái cọng gâu lưới đây nữa nè. Mắc lưới hả? Mắc lưới. Ồ, con trời cua mà xịt nước. Ồ, cua kìa. Cầm tới con cua cái là nó phúng nước. Nhỏ được trẻ. Cầm tới con cua mà nó phúng nước ra hai bên luôn chứ không thì một bên luôn. Ồ, cua hết nước non luôn. Cái này coi. Lú cạnh em này coi mà gạch một cái nữa. Con nó mà gạch cái nữa là tới công chuyện luôn. Trời. Chút nữa nó bò ra rồi. Đâu bậy vậy? Kẹp cái đao vô bụng liền. Trời, giờ sáng trời mát quá em. đúng rồi anh, sáng bầu trời bị đẹp quá. Bầu trời đẹp quá, quá trời đẹp luôn. Nhưng mà không đẹp bằng cái người cầm con cua cái. Đúng rồi, anh thì biết bao nhiêu người nói vậy. Mà anh đâu tin, bữa nay em nói anh nghe tin. Quá, chắc khè quá, khè rồi. À. Để anh đếm cái coi. Xá, xị, ngậu, lát. Xá, xị, ngậu, lát. Thì tới cái gì đó anh không biết, là bây giờ là năm em rồi phải không? Năm em rồi đó. Rồi đó học tiếng Tàu, học được có mấy tiếng rồi tới đó là bị đuổi rồi, không nhớ nữa. Chắc đi vô dê cô giáo hay gì bị đuổi sớm dữ vậy nè. Nó đó. Ngồi chắc anh bê em ơi. Chắc bê đi đây. Em quay thì hơi lắc hơn ông xã em. Ông xã em quay thì càng... nó không có lắc mà em quay thì không bằng à, cả nhà mình có lắc cũng gán thôi, thông cảm cho em nha cả nhà ơi. Trời ơi, con cua bự quá rồi. Rồi cái này anh thấy mồi đi,
Anh thay mồi đi hả? Ừ. Cái trường hợp miếng mồi còn mà em thay mồi là vì mồi nhiều khi nó cũ quá, nó hết cái đầu tanh á. Em mồi nó sình nên em thay mồi là vậy đó cả nhà. Thay cái mồi mới nhiều khi con cua nó đánh được cái mồi, cái mùi tanh của con cá thì nó lại nó ăn mồi nha, thì nó mồi mới lúc nào nó cũng nhạy hơn. Qua được đường này không vậy ta? Chà chà. À có chừng qua không lọt nghe anh được ơi. Chưa, em cứ tự tin vào anh đi. Là em ơi. Biết hay rồi, khỏi tà hắn. Chết chết. Trời, con nó ăn cái miếng cá còn có te tua trên, còn có miếng ức. Nè, gách đen lỗ nè. Rồi vậy là nó ra rồi. Ôi, tại cái này là gách chứ không phải là nó không dính nha. Vậy là nó dính này nó ra đó phải không? Ừ. Cái lỗ nhà bờ nhà lỗ nhỏ có mặt để đại đi anh ơi. Miếng này còn tươi để lại. Để nó vô nó dính cua bự cũng được. Thay miếng khác đi. Có ai chi ngon bằng mình không, đặt lờ mà cá phi cái 3 con 1 ký á, con nào nó chà bá nện em cắt một con ra làm 4 khúc đó anh tính đi, lúc này cua có giá mà, cứ đầu tư đi em. Con nào cắt cũng 4 khúc, 4 khúc ở trên nó bự quá, 3 khúc làm 2 thì nó uổng, 4 khúc. Thấy cái này giống nhau, giống dính hay gì, nhâm 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 dính nước. Là gì đây? Biết lắm mà. Cua này nhỏ em ơi. Nó nhâm nhâm, thả nhỏ anh. Cua này nhỏ thả lại. Anh thả đi. Ngồi còn tươi nè. Để dành lại đi, chừng nó bự mình bắt. Ông vô ông quất hết một lỗ nè chứ bộ. Ô trời ơi, đây nè. Nè, gạch đen lỗ nè. Mấy con nhỏ nhỏ chứ cái càng nó sát, nó bén, nó dần. Ừ. Dời cái này chút xíu đi. Ta dời là ta phải nói y nhất nghe, cua gạch nghe. Phải nói trước cái mới được. Phải nói trước vậy đó cho mấy con đó, nó biết là kêu tên nó lợi nó vô lờ cho mình bắt nó. Làm cho nó hên hả? Ừ, cho nó hên. Khúc nó làm động qua tới khúc này xong hơi ngơi rồi. Trời ơi mồi con lắm rồi. Làm hại khúc này người ta hết nổ rồi, người ta lép luôn rồi. Lúc này là đạn lép rồi. Lúc này là lép rồi, bí sĩ rồi cả nhà ơi. Thông cảm đi em. Chuẩn bị tới lời nè. Ừ, chuẩn bị tới lời nè. Trời ơi. Cái này hết mồi em ơi. Dính luôn. Vô nó ăn hết mồi nó ra mất tiêu. Này chắc cua nhỏ anh. Cái cua nhỏ rồi. Mình làm không đậu rồi. Cái gặp cua bự rồi nó kẹp cái cách hết rồi nó mới ra được. Kệ nó dính được nhiều dính cho nhiều ra, anh thấy nắm dữ rồi đó. Ờ, nhiêu đây là cũng mừng rồi. Còn cái gặp ân huệ nè em ơi. Ân huệ cái này 3 con cái cây. Giờ ăn tạm địa cho nó hình hên cái hình cụi cái cuối cùng này. Một con ít nhất thì cũng được.
rồi không ông Huệ luôn trời ơi lâu gâu. Ủa cái gì gông 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 mà em nói lộn từ em nói lộn từ thối. Hôm nay thì hai chồng em đi thăm dàn gặp tới đây thì cũng đã xong cái cuối cùng. Em dở gặp này nó không dính, em móc hồi lại em đặt lại ở nhà thay mồi. Kết quả thì em được bao nhiêu con cua đây. Bữa nay nói chung ít cua mà nhờ cua bự như vậy, nó cua lớn nó cũng có tiền ở nhà. Được 3 con cua cái gạch với một con này nhất, bên này được con này tứ nha. Chừng được gì là cũng quá xá là mừng luôn. Thế anh cũng ấm không có buồn phiền chút nào hết trơn. Giờ hôm nay em xin ghép video ở đây. Giờ chồng em xin hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video tiếp theo nha. Em hẹn gặp lại cả nhà mình video sau nha. Vợ chồng em bơi về bắn cua thôi cả nhà ơi.